Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golochenko và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa giới thiệu khái quát với ngài Thủ tướng và đoàn đại biểu về truyền thống văn hóa tiềm năng thế mạnh cũng như thành tựu nổi bật của Việt Nam và của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời mong muốn hai bên có thêm nhiều dự án hợp tác liên doanh ở các lĩnh vực và thế mạnh của Belarus như lắp ráp, sản xuất ô tô, chế biến sữa, trồng trọt, giáo dục, công nghệ, sinh học. Hiện Belarus có 3 dự án đầu tư vào Việt Nam, trong đó có 2 dự án đầu tư tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, là dự án nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô của liên danh Mad Asia với tổng vốn đầu tư trên 32 triệu đô la Mỹ và dự án nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm Âu Việt của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt với tổng vốn đầu tư trên 18 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Belarus mong muốn những tình cảm tốt đẹp của hai bên sẽ được hiện thực hóa bằng các dự án hợp tác liên doanh dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa hai nước đã mở ra cơ hội hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Belarus đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn, các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đều trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề xuất các biện pháp khắc phục, làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của cơ quan đơn vị, đồng thời có giải pháp, cam kết, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, bảo đảm khả thi và hiệu quả để giải quyết những vấn đề, nội dung liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã phát biểu làm rõ thêm các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và ý kiến cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Kỳ họp thông qua 32 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 thuộc các lĩnh vực tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư công và phân bổ vốn, về cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, về cơ chế chính sách và một số nội dung khác với sự nhất trí của 100% đại biểu dự họp. Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Bùi Thế Cử, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Các đại biểu đã được nghe quán triệt triển khai kế hoạch hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng, đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025, gồm phần mở đầu, khái quát về đặc điểm tình hình, những thuận lợi, hạn chế, khó khăn, thách thức chủ yếu tác động đến công tác thi hành điều lệ Đảng, phần kết quả cấp ủy tổ chức Đảng căn cứ chức năng nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác thi hành điều lệ Đảng, tập trung vào các nội dung cụ thể hóa quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2025, cần tập trung vào các nội dung xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức, đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương đã giải ngân 5.311 trên hơn 5.758 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công được chính phủ giao, đạt 92%, xếp thứ 4 trên 63 tỉnh, thành phố. Dự kiến kết quả giải ngân cả năm của tỉnh đạt 96% kế hoạch. Để có kết quả trên, tỉnh làm tốt việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, tập trung giải quyết giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, lựa chọn những cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, phẩm chất, tổ chức tốt và tinh thần trách nhiệm để thực hiện kế hoạch triển khai đầu tư vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng quý, rà soát, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Đến nay, một số dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả như dự án nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, đường Phú Mỹ, Thuận An, đường phía Tây phá Tam Giang, cầu 2.
Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa trao tặng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 35 nhà ở tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó 21 nhà được hỗ trợ xây mới với số tiền 80 triệu đồng một nhà, 14 nhà được sửa chữa với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng một nhà, với tổng số tiền hỗ trợ trên 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Quỹ vì người nghèo tỉnh, Quỹ vì người nghèo huyện và nguồn xã hội hóa. Các hộ gia đình được hỗ trợ ở nhà đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về thu nhập cũng như nhà ở. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng có diện tích trên 40 mét vuông. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2023. Đối với các sở ban ngành có dịch vụ công, 13 trên 16 đơn vị xếp loại khá, 3 trên 16 đơn vị xếp loại trung bình. Đối với các sở ban ngành không có dịch vụ công, 2 trên 4 đơn vị xếp loại khá, 2 trên 4 đơn vị xếp loại trung bình. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, 8 đơn vị xếp loại khá, 2 đơn vị xếp loại trung bình. Trong số các chỉ tiêu đánh giá, chỉ tiêu nhận thức số và thể chế số đạt mức điểm cao, trong khi chỉ tiêu đánh giá về an toàn thông tin đạt mức điểm thấp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023 để tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cho công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số để cải thiện chỉ số xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các năm tiếp theo. Liên quan đến vụ nhóm học sinh gây rối xúc phạm giáo viên xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ và công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng nhà trường. Theo quyết định này, việc đình chỉ chức vụ và công tác để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc liên quan đến công tác quản lý giáo viên, học sinh của trường liên quan đến vụ việc trước đó ngày 5 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Tân Trào, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra vi phạm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế. Kỳ Thế vận hội Olympic năm 2024 tổ chức tại Paris, Pháp đang tới gần. Nước chủ nhà Pháp đang tăng cường thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trước những bất ổn gần đây trên thế giới. Số lượng các cảnh báo đánh bom tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Điện Versailles, Bảo tàng Louvre thời gian gần đây đã không ngừng tăng lên. Từ tháng 10 tới tháng 12, Pháp xảy ra hai vụ tấn công bạo lực lớn gây thương vong. Đội cảnh sát giả phá bom mìn Paris đang làm việc cùng các đơn vị để xác định các phương án phản ứng phù hợp trước các mối đe dọa từ bom mìn trong thời gian diễn ra Thế vận hội năm sau. Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội 2024 trên sông Seine với hàng trăm nghìn du khách và vận động viên tham dự, Bộ trưởng Thể thao Pháp cho biết không có kế hoạch hay ý định thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức, khẳng định sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh cho Thế vận hội diễn ra thành công. Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu EU vừa thông qua các quy định mới nhằm ngăn xu hướng thời trang nhanh và giảm rác thải, trong đó có lệnh cấm tiêu hủy quần áo tồn kho. Kế hoạch do Ủy ban châu Âu EC công bố năm ngoái cấm tiêu hủy các mặt hàng tồn kho gồm dệt may, giày dép. Ngoài ra, EC cũng có thể sẽ mở rộng phạm vi lệnh cấm với những sản phẩm tồn kho khác. Lệnh cấm được miễn áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa trong 6 năm và miễn hoàn toàn với các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp sẽ có 2 năm để thích nghi sau khi luật chính thức có hiệu lực. Luật mới cũng sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể với nhiều mặt hàng tiêu dùng chủ chốt nhằm tăng tính bền vững của sản phẩm, trong đó ưu tiên với những sản phẩm có tác động lớn đến môi trường như quần áo, đồ nội thất, nệm cũng như hàng điện tử. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa công bố mục tiêu sẽ thực hiện đưa tàu vũ trụ SLIM lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 1 năm 2024. Đây là nỗ lực đánh dấu lần hạ cánh mềm đầu tiên lên mặt trăng của tàu vũ trụ Nhật Bản, dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương. Toàn bộ quá trình hạ cánh sẽ diễn ra trong khoảng 20 phút và được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình tại Nhật Bản. Theo JAXA, tàu đổ bộ SLIM sẽ tiến vào quỹ đạo của mặt trăng vào ngày 25 tháng 12 và sau đó sẽ dành gần một tháng để chuẩn bị cho nỗ lực hạ cánh của mình. Nếu lần hạ cánh này diễn ra thành công, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia thứ 5 hạ cánh lên mặt trăng sau Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Sứ mệnh này cũng có thể mở ra cánh cửa cho những dự án khoa học khám phá đầy tham vọng hơn nữa.
Bản tin 18:30 chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.